À, mến chào chú anh chị ha. Hôm nay nhà thể xe giờ đi ra ngoài đây quẹo trái nè, chạy theo anh Dương á, tôi chỉ anh đi đó, rồi kiếm đồ ăn đó, anh Dương ha, với ông Hậu đây. Nào đi nè, ra quẹo trái đây. Từ từ đó, khung cảnh anh em đi chơi đó vậy, quẹo trái đó. À, mới thuê được hai chiếc xe máy ha, hai chiếc xe máy rồi, giờ sẽ đi ăn trước. Đây là tháp Trầm Hương nữa vậy, tháp Trầm Hương ở Nha Trang ha. Đó, biển quất rất là đẹp luôn. Đó, wow, còn cái khu nhà ở hôm nay nè. Đó, vậy thấy đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp. Tháp Trầm Hương Nha Trang. Chạy quần phải không? Ờ, dữ ha. À, đẹp nhất ở đây mà. Đó, vậy thấy không? Có anh bạn, anh chở ở đây. Nó rất là sướng luôn. Anh bạn, anh chở ở đây. Ồ, xe này khách du lịch nữa vậy. Thanh Thanh. Có lẽ là họ bay vô đây, rồi xe này chở đi. Wow, khung cảnh Nha Trang năm 2020 ha. Vậy không? Trời ơi, ở đây dữ lắm. Con đường này là thứ dữ rồi. Thẳng luôn chưa? Thẳng bằng cây máy nữa. Chút ghé cậu với Hiền cha. Cũng tình xưa nghĩa cũ quá không? Chuyện chuyện cậu đó vậy, đâu có liên lạc với má không? Có liên lạc. Mã dạng cậu theo cái kiểu là con của con của bà với cái gì chứ. Bà đâu gì đây đâu. Bà ngoại với Hiền với mẹ của cái anh đó là chị em chứ không phải là ruột đâu, con họ thôi mà, đúng không? Nó một bên là đường Trần Phú nữa vậy, đẹp ha. Đường Trần Phú, khách sạn Sheraton. Ủa đây xe không? Ủa đại gia đi biển, cảnh biển. Wow, đây là Nha Trang Center nữa vậy. Nha Trang Center ha. Nha Trang Center. Phải nói là Nha Trang bây giờ nó khác hẳn so với ngày xưa luôn đó vậy. Rồi có gì nữa, Yasaka. Mấy cái đó vô vòng vòng làm gì đâu. Không biết. Cái chỗ này nguy hiểm quá ha. À đúng rồi, đúng rồi. Cái mùa nước động. Ảnh hưởng cái bão á. Nó động hai vòng luôn. Khu này tắm phụ à, tắm chính. Tắm chính là ngay chỗ mình á. Giống như kiểu biển Vũng Tàu vậy, anh thấy mấy chỗ thị dân không? Còn mấy chỗ kia cũng biển mà nó không có đẹp, không có lại. Nó tắm mặt trời luôn. Đó, mấy bạn đi ở sau ha, đi 4 người từ Sài Gòn ra đó vậy, rồi đi ăn trong kiếm chỗ nước ăn chứ không? Đúng rồi, đúng rồi, kể đi, đi ăn trước đi cho khỏe khỏe, làm gì làm. Khung cảnh đường Trần Phú ở Nha Trang ha, năm 2020 đó vậy. Qua cái cầu luôn chưa? Sắp tới rồi. Ồ, biển ngoài đây. Thẳng luôn. Đây lại anh chưa? Đó, khung cảnh thành phố Nha Trang hết vậy. Thẳng luôn.
phải Mường Thanh không? Sang Mường Thanh là sang sang mắc tiền á. Nhưng mà chỗ này không phải chỗ tắm biển mới đọc á. Biển đây nó không có đẹp. Phương tiện đâu? Quán nhậu hải sản, biển cát này nọ ha. Quá cầu luôn. Quá cầu luôn. Vừa qua cầu tí xíu quẹo bên tay trái. Từ từ chờ tụi nó. Thái nó chạy đâu có rành đâu. Thái chạy tay ga không à. Thái chở rồi. Cầu này là cầu nổi tiếng ở Nha Trang à, cầu Trần Phú. Cầu Trần Phú nữa quý vị. Còn cái điểm du lịch là bên đó Tháp Bà. Ở đây là trung tâm mà. Không có tảng đá nữa. Đẹp. Đó, không có cái đảo nhỏ luôn. Có cái đảo nhỏ luôn. Ừ. Đèn đỏ phía trước á, để em coi có quẹo trái không. Cái đường Tháp Bà. Lên 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 phía đèn đỏ đi. Đúng rồi, quẹo qua. Phan phan, quẹo quẹo quẹo. Đúng rồi, quẹo. Quẹo về. Ờ. Rồi. Đâu? Đi dạy đường này thích ăn quán nào vô ăn nha. Có cơm này nữa. Rồi đi dạy xuống dưới đây coi coi có quán nào á. Thích cái gì ăn cái đó. Đó con đường Tháp Bà nữa vậy, bán rất nhiều món. Anh chạy cơ. Chậm chậm xuống dưới, đúng rồi. Cái chỗ này bán nhiều món lắm. Bánh cuốn, thịt nướng thì đi một dọc xuống cho tụi nó lựa. Chậm thôi, phải nhiều. Cơm, trái hả? Nó chọn quán trái. Rồi vô quẹo lại. Cơm. Rồi đang chọn quán, cái cơm anh ơi. Đói thấy mẹ. Hổm ngang tầm 7 không? Quẹo ơi. Từ từ giờ quẹo lại các bạn ơi. Cho nó qua xe hết. Đường Tháp Bà, thành phố Nha Trang. Từ từ từ. Trời, con cơm là chắc bụng, không ăn gì đâu không à. Từ từ. Phút này nè. Kệ nó kìa. Cơm trường thập cẩm. Cơm đi. Ây da. Cơm là chắc bụng. Đói quá. Cơm rồi à. Rồi giờ ăn cơm. Có cơm gì vậy chị? Đủ thứ luôn hả? Cơm trường thập cẩm, ăn món gì đi ta? Cho em cái trứng kho với lại cái chả cá. Trứng kho với cá hả? À, hay là mực với chả cá đi. Nhà mực đó chị. Rồi, mực dĩa đó. Quá lỡ anh Dương thích ăn cái gì kêu đó.
hôm nay này được thì đồ ăn. Cơm. Sườn nướng rất là ngon đó vị. Sườn nướng ha. Đó, khung cảnh xung quanh đây. Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Đây là cái đường Tháp Bà nha. Đó, cô chú anh chị có ăn sáng, ăn trưa gì đó thì ra đây ha. Bán nhiều món ăn. Tối có bán quán nhậu nữa. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nhiều.